Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Độc tính trong liều thuốc của Phương Hằng phát tác, dừng địch thủ, chị Hằng dính độc nặng. Ban đầu khi công an thành phố Hồ Chí Minh bắt bà Nguyễn Phương Hằng thì không ít người nhầm tưởng rằng phe địch thủ của bà Hằng đã thắng, bởi khi bà Hằng livestream bóc phốt, bà đã phải đối đầu với dừng địch thủ, trong đó có những người bị bà bóc phốt và cả những người ăn theo dùng mạng xã hội tấn công bà. Thực tế thì bà Hằng livestream trong thời gian dài tại Bình Dương mà có bị công an Bình Dương sờ gáy đâu. Và cũng hiểu là tại sao bà Hằng lại không sợ trời, không sợ đất đến như vậy. Với tên tuổi trên thương trường bao lâu nay, đại gia Dũng Lò Vôi có thừa quan hệ để cho vợ của ông ung dung livestream. Một địch thủ của bà Hằng đã buông súng đầu hàng. Nếu nói việc bà Nguyễn Phương Hằng livestream là phạm tội thì rõ ràng nơi bà phạm tội là Bình Dương, thì công an tỉnh Bình Dương phải ra tay, chứ sao công an thành phố Hồ Chí Minh lại bắt bà. Vấn đề là trước khi bị bắt 2 ngày, bà Hằng đã livestream moi cả ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ra bều. Ông này đã từng kết nối với vợ chồng bà Dũng Lò Vôi thông qua ông thần y dởm Võ Hoàng Yên. Việc tội lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên rõ mười mươi mà cơ quan chức năng không ra tay thì cũng đủ để biết rằng mối quan hệ của ông thần y dởm này với giới quan chức khủng cỡ nào. Bà Nguyễn Phương Hằng là chủ doanh nghiệp thuộc hạng lớn ở Việt Nam. Bà làm việc có bàn, có bệ. Cho nên việc bà khởi kiện những người tấn công bà bằng mạng xã hội không phải khởi kiện bừa bãi mà là thực hiện theo tư vấn của luật sư. Chính vì thế câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng tưởng như trò cãi lộn trên mạng xã hội, nhưng đằng sau đó là những bước đi pháp lý rất chắc chắn. Điều làm cho nhiều người chống bà Hằng lầm tưởng là chuyện mấy bà lắm chuyện, nghĩ thế là lầm to rồi. Nhiều địch thủ đang bị kéo cẳng. Vào ngày 25 tháng 5, báo chí Việt Nam cho biết nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ đã khai đăng bài viết sai sự thật, thiếu kiểm chứng về bí mật đời tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng, hai người này bị cáo buộc đã đăng tin sai sự thật, làm lộ bí mật đời tư, xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Huỳnh Uy Dũng xâm phạm lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam và quỹ từ thiện Hằng. Được biết, nhà chức trách đã xác định còn nhiều người sử dụng Facebook và YouTube đã đăng bài đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, tương tự như bà Hàn Ni, ông Sĩ, nhằm mục đích để câu link để tăng thu nhập. Quá trình điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp nhiều quận và các tỉnh để xác minh, triệu tập ông Đàm Ngọc Tuyên, Trương Mỹ Phương, Đinh Lan, Phạm Việt Hoàng v.v. nhằm làm rõ việc có phải những người này đã sử dụng các tài khoản Facebook cá nhân, YouTube để đăng tải các thông tin liên quan đến bà Hằng. Tuy nhiên, một số người không có mặt tại địa phương đã xuất cảnh hoặc chưa làm việc được. Bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt được 16 tháng thì những người hùa theo nhóm đối thủ của bà Hằng dùng mạng xã hội tấn công bà mới bị sờ gáy và được xem là chậm. Truy chậm là rõ ràng liều thuốc đâm đơn kiện của bà Nguyễn Phương Hằng lại đang phát tác rất mạnh. Dù đang ngồi tù nhưng bà Hằng đang khiến nhiều người phải run sợ. Việc kiện cáo và đối đầu với đại gia thì rất khó cho những đối thủ có tiềm lực tài chính yếu. Nói gì thì nói, quá trình điều tra và truy tố ở Việt Nam vẫn có bóng dáng của đồng tiền. Có những vụ án không thể dùng tiền để xóa án mà chỉ có thể giảm án. Trò chơi kiện cáo là trò chơi rất tốn kém. Những đối thủ đã từng dùng mạng xã hội tấn công bà Hằng nay phải trả cái giá không hề nhỏ. Phương thuốc kiện của bà Hằng đang phát tác và có những địch thủ của bà Hằng đang dính độc hàng loạt. Trò chơi này còn nhiều điều thú vị khác, còn rất nhiều người đang chờ bị bắt, chứ không phải chỉ riêng nhà báo Hàn Ni và luật sư Trần Văn Sĩ. Vụ án này đã gần năm rưỡi, có lẽ nó còn kéo dài thời gian nữa mới ra tòa. Và khi đó, phương thuốc mà bà Hằng sẽ phát tác sẽ có tác dụng mạnh hơn nhiều nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Độc tính trong liều thuốc của Phương Hằng phát tác, dừng địch thủ của Phương Hằng dính độc nặng. Chuyện hài giáo dục xã hội chủ nghĩa, giáo viên lên đồng tập thể, viết tâm thư xin tha tội cho tội phạm. Vào ngày 25 tháng 7, tờ báo Dân Chí có bài viết 71 cán bộ giáo viên Hà Nội xin giảm án cho ông Chử Xuân Dũng. Bài báo cho biết rằng 71 cán bộ giáo viên thuộc trường Trung học Phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã viết đơn bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Chử Xuân Dũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng trong quá trình duyệt cách ly người Việt Nam từ nước ngoài về nước. Giáo viên viết tâm thư xin tòa tha tội cho tội phạm.
Trong đơn, 71 giáo viên và cán bộ trường này cho biết, khi còn làm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng đã dành nhiều tâm huyết giúp nhà trường xây dựng thành công mô hình trung học phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2020. Trong quá trình công tác, ông Dũng luôn là người thầy có tâm đức trong sáng, có phẩm chất bản lĩnh chính trị vững vàng và đạt được nhiều thành tích. Ông Chử Xuân Dũng năm nay 50 tuổi, quê ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Quá trình tiến thân của ông này rất lạ lùng. Từ vị trí hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội vào năm 2014, mới bước lên chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ trong vòng có 4 năm. Đây là câu hỏi to tướng về trường hợp bổ nhiệm thần tốc này. Từ vị trí hiệu trưởng của một trường trung học phổ thông, ông Chử Xuân Dũng lên làm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 2 năm, sau đó thêm 2 năm nữa giữ ghế giám đốc sở này rồi bước lên ghế Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là dấu hiệu bất thường của việc bổ nhiệm. Ông Nguyễn Phú Trọng cần cho thanh tra kiểm tra công tác bổ nhiệm này của thành phố Hà Nội. Ông Chử Xuân Dũng tham gia vào tập đoàn hút máu dân trong vụ chuyến bay giải cứu. Đây là tội ác chứ không phải là sai phạm thông thường. Ông này cần bị luật pháp trừng trị thích đáng, đấy là dấu hiệu cần thiết. Chính quyền này cho phép dùng công lao để mua bán công lý thì làm sao luật pháp nghiêm minh cho được. Việc 71 giáo viên viết tâm thư xin tha cho tội phạm là hành động thiếu ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật. Trong tâm thư, các vị này trưng ra công lao của ông Chử Xuân Dũng là thực hiện mô hình đạt chuẩn này chuẩn kia. Nói đơn giản là những giáo viên này muốn ông Chử Xuân Dũng được lấy công chuộc tội. Vậy thì thử hỏi ý thức về tinh thần thượng tôn pháp luật ở đâu? Pháp luật nghiêm minh là có công thì thưởng, có tội thì phải trừng trị, không được đem bù. Nếu một nhà nước cho phép đem công để bù tội như vậy, thì cái hễ người có công lớn với nhà nước thì anh ta lại được phép giết người hay sao? Bởi lấy công bù tội thì anh ta sẽ thoát án tử. Hình thức lấy công chuộc tội là cách làm mà chế độ phong kiến áp dụng. Đấy không phải là luật pháp bao dung mà là bao che cho tội phạm thì đúng hơn. Công ra công, tội ra tội, không được bù trừ, điều này thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. Có như thế thì những kẻ có quyền mới không ỷ quyền, những kẻ có công mới không ỷ công mà làm bừa. Ông Chử Xuân Dũng. Ông Chử Xuân Dũng từng là hiệu trưởng, vì thế gia đình ông mới có thể vận động giáo viên viết thư gửi cho tòa. Tuy nhiên, đến giáo viên cũng hùa theo hành động này thì chẳng khác nào họ tiếp tay cho ông Chử Xuân Dũng. Tiếp tục mua bán công lý. Trong trường hợp này, ông Chử Xuân Dũng không phải là dùng tiền để mua án mà dùng công lao để mua. Công lao tương đương với tiền chạy án chẳng khác gì nhau. 71 giáo viên là những người mang công lao của ông Dũng đi mua án cho ông. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa đã tạo ra những con người ngây ngô như thế. Thì thử hỏi, nền giáo dục này sẽ đi về đâu? Những người này sẽ dạy cho học trò của họ những giá trị gì đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Chuyện hài của giáo dục xã hội chủ nghĩa. Giáo viên lên đồng tập thể, viết tâm thư, xin tha cho tội phạm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Đài Báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo.de